Namaste, chào mừng các bạn đến với bài tập mới, là phần tiếp theo của chuỗi bài tập trị liệu và phục hồi cho thể chất, tinh thần cũng như các bộ phận bên trong cơ thể. Bài tập lần này sẽ giúp các bạn biết cách tự chữa lành sau những chấn thương, cách làm cho các cơ quan nội tạng trở nên khỏe hơn và biết cách làm sao cho tâm trí của chúng ta hoàn toàn tập trung hơn nữa. Đây là một trong những bài tập đơn giản và chuyên biệt nhưng không kém phần quan trọng cho những ai cần trị liệu cho cơ thể. Chuỗi bài tập lần này sẽ giúp bạn luyện tập thêm nhiều động tác khác nhau để hiểu rõ hơn về thể chất và tinh thần của bạn. Chúng ta cùng nhau bắt đầu bài tập của ngày hôm nay nào. Chúng ta vào bài tập nào. Hãy ngồi một cách thoải mái, hai tay đặt lên hai đầu gối. Hít vào, ưỡn ngực về phía trước. Nhấc vai lên và nâng cằm. Thở ra, cuộn lưng lại, đưa phần ngực vào bên trong và cúi đầu xuống. Hít vào, uốn cong cột sống, ưỡn ngực lên, kéo căng cuống họng. Thở ra, hai lần nữa. Đúng rồi. Hãy nhìn về phía trước. Hết vào, giơ tay lên cao qua khỏi đầu, đan tay của mình lại, kéo căng hai cánh tay lên, trải dài hoàn toàn cột sống hết sức cơ thể. Hết vào, thở ra nghiêng người sang phải. Hết vào về giữa, thở ra sang bên trái. Inhale, exhale right. Inhale, exhale left. Inhale, exhale right. Inhale, exhale left. Inhale, exhale right. Inhale, exhale left. Inhale, exhale. Nghiêng người sang bên phải và giữ. Ưỡn ngực về phía trước, mở vai, kết hợp thở ra và để cơ thể của mình hạ xuống nhiều hơn. Liên tục mở vai. 4 3 2. Hít vào trở về. Thở ra đổi sang bên trái. Hít thở đều. Liên tục mở vai. 4 3 2. Hít vào trở về. Thở ra, hạ tay xuống, dang tay sang bên. Hít vào. Thở ra, vặn người sang bên phải, nhìn về sau. Hít vào trở về. Thở ra, vặn người sang trái. Inhale center. Exhale right. Inhale center. Exhale left. 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 Inhale center. Exhale right. Vặn người sang phải, nhìn về phía sau. Nhấc cột sống lên, kết hợp thở ra và vặn người nhiều hơn. Mỗi nhịp thở ra, chúng ta sẽ vặn cơ thể của mình nhiều hơn. 4 3 2. Hít vào trở về. Thở ra, đổi sang bên trái. Cũng giống như bên phải. Thở ra và vặn người nhìn về sau. 4 3 2.
Hít vào, trở về giữa. Thở ra, hạ tay xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ tập cho cột sống. Mở rộng đầu gối ra một chút. Động tác đơn giản thôi, hạ khuỷu tay xuống sang. Đan tay của mình lại, mở rộng gối ra một chút. Nếu bạn còn phân vân khoảng cách giữa tay và đầu gối của mình có đang bị quá xa hay quá gần đầu gối không, thì đây là cách để xác định. Hãy ngồi về phía sau, đặt khuỷu tay xuống sàn chạm vào đầu gối và giữ một khoảng cách bằng cẳng tay như thế này. Thì mũi bàn tay sẽ là nơi đặt lòng bàn tay của mình xuống như thế này. Chỗ đặt khuỷu tay cũng vậy, cũng cùng một điểm, rồi đan tay lại với nhau. Hít vào, hạ cột sống của mình xuống hết sức có thể, nhấc vai lên, kéo căng cuốn họng và ngẩng mặt lên. Thở ra, cuộn lưng lại, đưa đầu vào bên trong. Hít vào, hạ cột sống xuống và ngẩng mặt lên. Thở ra, cuộn lưng lên. Đúng rồi. Hạ cột sống xuống nào, ngẩng mặt lên, kéo căng cuốn họng. Hạ cột sống xuống và ngẩng mặt lên, kéo căng cuốn họng lần nữa. Hạ cột sống xuống, nâng cằm lên. Hai lần nữa. Two more. Inhale. Exhale. Lần cuối cùng. Okay, the last one. Inhale. Hạ cột sống xuống, nâng cằm lên, kéo căng cuốn họng. Hít thở đều. Thở ra, cuộn lưng lên. Đưa đầu vào bên trong. Hít thở. Four, three, two. Nhìn về phía trước. Đúng rồi. Bây giờ thả lỏng tay. Sau đó nằm sấp xuống. Thư giãn. Tay chống cạnh bên ngực. Thả lỏng phần vai. Chạm trán của mình xuống sàn. Và thư giãn. Khi hít vào, chúng ta sẽ dang rộng chân của mình ra. Lưu ý, những ai chúng ta đang bị đau phần lưng dưới nghiêm trọng thì chúng ta dang rộng chân ra. Còn không có vấn đề gì, chúng ta hãy khép chân của mình lại. Đây là điều quan trọng trước khi chúng ta bắt đầu tư thế tiếp theo. Dang rộng chân ra nếu đang bị đau lưng. Hít vào, co chân phải lại. Sau đó, bật dậy, nhấc vai và nâng cằm lên. Thở ra, hạ ngực xuống rồi duỗi thẳng chân về. Bên trái cũng vậy, luôn hít vào, co chân trái lên. Nâng cằm. Thở ra, hạ ngực xuống. Sang bên phải nào. Nhấc vai, nâng cằm lên. Từ từ trở về, đổi bên. Một lần nữa. One more time. Inhale. Up. Duỗi thẳng khuỷu tay nếu có thể. Không được thì hãy làm vừa sức của mình thôi. Nhưng đảm bảo rằng chúng ta không có nhấc phần xương chậu của mình lên. Nếu như chúng ta nhấc lên thì chúng ta sẽ tác động lên phần lưng dưới. Ngẩng mặt lên, hít thở đều. Điều hòa hơi thở. Four. Three. Two.
Từ từ trở về. Slowly back. Slowly back. Good, good. Keep Hãy your leg để chân của constant mình here cố still. định như thế này nhé. Keep your right leg still here. Okay? Ở So đây, now from here, keep your right palm. Nhớ rằng chúng ta right knee vẫn bent. đang Even co right knee, gối okay? phải của Remember, mình even lại right nhé. knee and the right palm constant. Mở Now, tay phải của mình opening ra the sang right bên hand phải, side. tay The trái left chống palm cố constant. định bên ngực. Okay? So Từ đây, from here, dồn take the trọng tâm weight lên on bàn your tay right thumb. phải, So rồi từ lift từ the nhấc left chân leg trái của mình up like lên this. về phía sau lưng Okay? như thế này, Twist it vặn một slowly. cách chậm If you're rãi thôi. comfortable, Nếu you có can twist thể it more. thì hạ thấp chân Down xuống và more, chạm down lòng bàn more. chân xuống sàn. Okay? Giữ tại Hold it đây. here. So remember, Còn if nếu you thực really sự feel không pin thể up, thì chúng you can ta take the hạ right leg chân down phải here. của mình xuống. But if Nhưng nếu possible, có thể keep thì the chúng ta right có foot thể on your chống thigh. chân phải Like lên this. đùi trái And rồi từ slowly từ go down. hạ chân xuống. Now slowly Cúi take the đầu head xuống down, hoặc or you là can xoay turn the mặt face nhìn up. hướng lên. If you keep it down, it's more better. You Nếu can có relax your thể neck thì chúng there. ta nhìn xuống, Slowly breathe, hít thở đều. breathe. Fine. Đúng rồi. That's right. Four. Three. Two. One. Từ từ Slowly back. đưa chân về, thả lỏng, Relax. Release your duỗi legs chân. and back. Bây Okay. giờ Now the chúng ta same sẽ movement, làm we go như for the left vậy cho side. bên trái. Now here, left knee Co bends chân like trái như this. thế này, hít Inhale, come up. vào, Shoulder nhấc up there, vai lên, chin nâng up. cằm, Okay. thở Exhale ra, hạ down, ngực xuống, back. đưa chân về. Easy. Tiếp Now tục, co inhale, chân lại, up. nhấc người lên, thở Exhale ra, hạ down. người xuống, duỗi thẳng chân về. Okay, the same one now. We move for the Cũng opposite. We can như see vậy in this thôi, tôi angle, chỉ you can đổi góc see độ cho mọi easily. người You can dễ do it nhìn. easily, okay, right? Nhớ rằng Now, bây giờ là inhale, chúng ta left sẽ knee, co chân even trái left lại knee. nhé. Remember, my right knee and even left knee. Come up there, inhale. Exhale, back. Relax, simple. Ready? Inhale, up. Exhale, relax. Same. Inhale, up. Exhale, relax. Inhale. Exhale. Two more Hai lần nữa. times. Inhale. Up. Exhale. Okay. One Một lần more. nữa. Inhale. Up. Giữ Hold tư it. thế này. So elbow straight Duỗi there, thẳng kiểu shoulder tay, open, mở chest vai, up and ưỡn ngực chin và up. nâng cằm lên. Breathe. Hít thở. Five. Đúng Good. rồi. Four. Three. Two. One. Từ Slowly từ back, hạ ngực but xuống, keep your knee nhưng gối constant, trái chúng okay? ta vẫn So cố like định. this. Keep it here. Now, so now from Bây here, giờ easy. Open your right hand side. mở tay phải của mình Okay? sang bên phải, Push the floor from the left chống palm. tay trái xuống sàn, Slowly push it down. Open your ưỡn chest. ngực của mình. Open your chest there. You give a pressure Chúng on ta your sẽ knee, dồn right trọng shoulder, tâm and push in lên from the vai left phải side của here. mình. Open your shoulder. Mở Look vai up. và nhìn lên. Hít thở Breathe. đều. Five. Four. Three. Two. One. Từ từ Slowly trở back. về. Slowly back. Palm here. Tay chống So xuống now sàn. here, open your Mở left tay hand. trái của mình ra. Touch the left foot to the right thigh. Chạm Okay? bàn So chân now trái here, đến đùi push the phải. floor from the right palm this time. Take Dồn the trọng tâm weight. lên Take the bàn weight tay on your trái của side. mình. Slowly. Từ From here, từ three, two, one. Slowly take the weight on the opposite side. nhấc chân Hold của it mình lên. here or take it side. Đưa về phía sau lưng. Slowly. Open a shoulder, Mở look vai up và or nhìn look lên. down. If cannot, keep it Nếu down. không được thì If đặt really bàn cannot. chân Okay? trái xuống But if sàn. possible, we know already, you can keep it on your Lựa hamstring or the chọn side. đúng If hơn comfortable, là keep it chúng on your ta inner chống bàn thigh chân and trái lift lên it đùi up. phải, sau đó vòng chân Open phải về phía shoulder. sau lưng. Head down or look up. Breathe. Nhìn lên hoặc là Five. cúi đầu xuống. Hít thở đều. Four. Three.
Two. One. Từ Slowly từ trở back. về. Slowly back. Thả Relax. lỏng. So here. Bum back. Tay chống về. Hands down. Đưa tay về phía Just trước. relax and breathe. Chồng tay lên nhau. Thư giãn và thả lỏng. Normal breathing. Điều hòa lại hơi thở. Breathe out, Thở breathe ra out. và thở ra. Điều hòa lại hơi thở. Normal breathing there. Khi mà bạn cảm thấy thoải mái rồi, thì dang tay sang hai bên. Chạm cằm xuống sàn nếu cảm thấy hơi khó. Nếu vẫn còn cảm thấy đau, thì chúng ta sẽ dang rộng chân ra hoặc là chồng tay lên nhau. Còn lựa chọn khó hơn là chúng ta dang rộng chân của mình ra. Hít vào, đưa chân phải về phía sau lưng. Thở ra, đưa chân phải về. Hít vào, đưa chân trái về phía sau lưng. Thở ra, đưa chân trái về. Đơn giản thôi. Hít vào, đưa chân phải về phía sau. Thở ra, trở về. Hít vào, chân trái về phía sau lưng. Thở ra, trở về. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Một lần nữa. Inhale. Bây giờ chúng ta giữ. Hít thở thật đều. Five. Four. Three. Two. Trở về. Back. Đổi bên. Inhale. Open. Hold it. Giữ nguyên và hít thở đều. Five. Four. Three. Two. One. Trở về. Relax. Thả lỏng. Hands down here. Slowly. Từ từ up. Ngồi dậy. Sit back. Ngồi về phía sau. Thả lỏng phần vai, cúi đầu xuống. Đây gọi là tư thế đứa trẻ giúp chúng ta thư giãn phần vai, cột sống, đùi và cơ dây chằng của mình. Thở ra và thở ra. 2 đến 3 nhịp thở. Vậy. Hãy ngồi ở tư thế kim cương. Nếu như ai chúng ta đang gặp vấn đề về khớp gối hoặc không thể ngồi như thế này thì chúng ta có thể ngồi xếp bằng lại cũng được. Nhưng nếu có thể thì chúng ta hãy ngồi ở tư thế kim cương như thế này. Động tác này sẽ dễ hơn khi chúng ta ngồi ở tư thế kim cương này. Lưng thẳng, thả lỏng phần vai. Động tác tiếp theo sẽ tập cho phần nội tạng bên trong cơ thể. Đầu tiên, chúng ta sẽ đẩy ngón cái vào trong và nắm tay của mình lại. Ngón cái vào trong, 4 ngón tay sẽ đóng lại như thế này. Hãy đặt bàn tay của mình ở phía dưới phần rốn. Lưng thẳng. Nếu như bạn vẫn chưa hiểu thì hãy tua lại video và xem lại, hãy đảm bảo rằng chúng ta không có làm sai. Động tác tiếp theo sẽ tập cho các nội tạng bên trong cơ thể, bao gồm phần ruột, phần gan, phần thận, và nó sẽ tác động lên tuyến tụy trong bụng của chúng ta. Hít vào. Chúng ta sẽ thắt bụng của mình lại, nhấc phần ngực lên. Chúng ta sẽ giữ hơi thở ở trong vùng ngực và thắt bụng của mình lại như thế này. Nhấc vai lên, ngẩng mặt lên. Sau đó gặp người về phía trước, chậm rãi thôi. Chúng ta không thở ra khi gặp người xuống nhé. Từ từ gặp người xuống nào. Cho đến khi chúng ta không thể giữ được hơi thở nữa thì chúng ta sẽ thở ra. Rất tốt. Từ từ bật dậy nào. Hít vào. Thớp bụng lại, giữ hơi thở ở ngực, ngẩng mặt lên,
Gặp người về phía trước nào. Từ từ chậm rãi. Đừng thở ra nhé. Gặp người về trước. Không nhấc mông lên. Thở ra. Một lần nữa. Bật dậy nào. Một lần nữa. Hít vào thật sâu. Thấp bụng lại. Giữ hơi thở ở ngực. Ngẩng mặt lên. Từ từ gặp người về phía trước. Gặp người về trước nào. Chậm rãi, chậm rãi. Thở ra. Bây giờ chúng ta sẽ giữ ở đây và giữ nguyên tư thế, điều hòa hơi thở. Nếu có thể, hít thở thật dài và sâu hơn. Mỗi nhịp hít vào, chúng ta sẽ cảm nhận được lực tác động lên tay của mình. Hít thở đi ạ. 4 nhịp thở. 3 2. Ngồi dậy nào. Rất tốt. Thả lỏng. Nếu như bạn cảm thấy quá đau trong tư thế vừa rồi hoặc đã tập trung để thử làm đi làm lại nhiều lần mà vẫn còn cảm thấy đau thì bạn nên liên hệ với huấn luyện viên yoga của bạn. Hoặc tốt hơn, bạn nên đi gặp bác sĩ nếu cảm thấy đau nghiêm trọng. Cũng có thể bạn đang bị sỏi thận hoặc bệnh về thận đó. Hãy thử đi kiểm tra bác sĩ để được tư vấn và có giải pháp cho vấn đề bạn đang gặp phải. Tôi hy vọng các bạn thích bài tập lần này. Gặp lại bạn ở kỳ tiếp theo nhé. Cảm ơn. Namaste.